Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 17 Tây tháng 8 năm 2024. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Wendy Phạm, tức là con gái của chị Phi, ca sĩ cố ca sĩ Phi Nhung đó các bạn. Nhân dịp đây sinh hôm nay là sinh nhật của bé. Chú chúc bé một ngày sinh nhật thật là luôn vui tươi, hạnh phúc, an lành và lúc nào cũng mạnh khỏe bên các con nha. Bây giờ Wendy có ba đứa con rồi. Đứa Út là đứa con cái, tức là cô công chúa Madeline Nhung Võ đó các bạn. Thì hôm nay em sẽ cho các bạn xem cái đoạn video. Nhưng mà trước khi xem đó, mình sẽ uống cà phê. Đây là cà phê muối nha các bạn. Ai chưa có biết cái công thức cà phê muối thì hãy chụp cái màn hình lại và đi mua. Ở trong bất cứ tiệm Starbucks nào cũng có cái cà phê này đây. Mời quý vị khán giả ăn miếng nha. Còn không thôi thì có thể nhắn em. Em sẽ gửi vào cái công thức. Số điện thoại của em là 657 739 7979, 657 739 7979 đó các bạn. Chụp lại để cho cái gì mình cho mình gửi qua cho những người mà yêu mến cà phê hả. Thì 657 739 7979 7979, số quá đẹp. Mời quý vị khán giả miếng cà phê nha. Trời ơi quá đã luôn. Cực kỳ đã. Thì hôm nay là cái tiết mục ngày hôm nay, cái chương trình ngày hôm nay là như thế nào? Tức là có một cái chuyện này đã gần 30 năm rồi em chưa có làm, mà bây giờ mình làm lại một cái mình thấy hồi hộp, hú hồn, hú vía hồn, hú vía lên mây hết luôn các bạn. Sợ, sợ cái gì? Tí nữa đây thì các bạn sẽ biết. Thì bây giờ em sẽ mời các bạn theo dõi cái đoạn video mà em quay cách đây một hai bữa về trước. Và cái đoạn video này phải nói là rất là chấn động. Chấn động đến nỗi gì phải sợ. Sợ mà hú hồn, hú vía mà teo luôn các bạn. Sợ teo luôn. Bây giờ em mời các bạn đón xem nha. Rồi các bạn sẽ biết là cái gì trong cái video này đây. Mời các bạn đón xem. Hello, hello. Hôm nay em sẽ đi trải nghiệm chơi ba te nha các bạn. Phải nói là chắc cỡ gần 30 năm rồi giờ mới chơi lại đó. Có thể nói gần 30 năm rồi đó. Không biết chơi là có đi nổi hay không, hay là đi được hay không. Không biết là té gãy giò, gãy cẳng biết nha. Thì tí nữa đây mình sẽ biết nha. Đây hôm bữa giờ mua mà bây giờ mới mới đem ra thử nha các bạn. Cái ba te này là cho những người mà biết đi người ta mới đi, còn mình chưa biết đi, mình đã bỏ gần 30 năm rồi giờ mình mới chơi là không biết tí nó té gãy răng không nữa. Té gãy răng cái lúc đó em bị súng răng em cười, các bạn đừng có cười em nha, đừng có cười em nha. Đây là cái ba te đó, đây nè, đó đẹp không, đó đẹp ghê chưa. Cái này là đồ hiệu đó nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi ra công viên, mình sẽ trải nghiệm coi có bị té hay không. Đẹp lắm. Hồi xưa làm đi cái hiệu này là Rollerblade với lại Blade Runner. Blade Runner nó cũng có này luôn, nó cũng là này đó các bạn. Cái bánh này bằng rubber nè các bạn. Bằng ấy đàng hoàng đó. Ồ chưa cắt kéo nữa hả? Phải cắt mạc nữa. Phải đem theo cái kéo để có gì cắt mạc luôn. Ok, bây giờ là cái này còn mở tin luôn nha, còn hiệu nữa nha, chưa có xài nha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài công viên, mình thử coi sao nha. Ok, các bạn tí nữa em té đừng cười nha. Té chắc ê đít không biết đi. Ê đít rồi sao đây nữa nè. Tí nữa tính đi. Giờ đi thử thì tính. Nãy để sao gì ha. Ok, bây giờ mình đi ra công viên nha. Bây giờ mình đã tới cái công viên rồi nha các bạn. Bây giờ là cái giây phút hồi hộp nhất. Gần 30 năm mới làm được cái chuyện này. Giây phút hồi hộp lắm. Nó đem đồ cho tụi nó. Phải đem theo đầy đủ hết. Có cái này đôi này mới mua cho con bé luôn, đôi này mua cho em, đôi này mua cho con bé luôn, mà nó đòi đi cái đôi kia. Ủa mình chạy xe đạp không con? Later. Ok chạy. Đem xe đạp xuống luôn phải không? Ok. Ok, để đi đem ra nha. Đem xe đạp phải không? Đây. Có biết chạy không? Chút chút hả? Đó. Giờ sẽ mang vô nha. Mang nhưng mà tháo cái này ra nữa nè. Cái này là mang cái đồ này đó là để cho cái tay và cái chân có vừa có té đó đừng có bị ấy. Giờ mình khui hộp cái này nha. Cái này sao khui đây? Đó.
À. Đấy. Ủa. À cái này mình tháo này ra được, trời ơi làm xé nguyên cái này ra uổng ghê á. Làm xé ra đây nè, tháo này ra được nè. Cái này nó có đầy đủ bộ hết nè các bạn không? Mình bỏ vô đây lại thôi, làm xé nguyên cái này ra uổng dễ sợ. Làm nó mất đẹp đi. Đó. Bây giờ mình sẽ mang cái skate nha. Mấy chục năm rồi đó. Trời đất ơi. Đây khui thùng nha các bạn. Đây nè. Đó. Đẹp ha. Cái này khui mạc luôn nha. Cái này có đệ tử cầm máy quay coi phim. Đây mình khui mạc luôn. À. Đi 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 té sao ta? Té không? Dưới tiếng số? Chắc té đó. Oh, of course I'll fall. Yeah, con đi con té không? Giờ té các bạn đừng có cười nha. Té đừng cười nha. Một cái. Giờ anh mở thêm một cái nữa. Cái này còn hàng này hàng mới tinh luôn nha các bạn. Nói này mới tinh luôn thấy không? Cái hiệu này hiệu Roller Flake đàng hoàng. Không biết té gãy tay gãy răng không nữa. Không biết té gãy tay gãy răng không. Ok. Mấy chục năm rồi á. Giờ mình thử nha. Nếu như mang được thì tốt, mang không được thì hên xui. Hên xui. Alin mang xong chưa con? You done? Ok. Giây phút hồi hộp cũng sắp tới rồi. Kinh khủng quá. Hồi hộp thiệt các bạn. Tại vì biết không, rất là lâu rồi chưa có chơi. Hồi hộp quá. Nhớ nha, tí nữa lỡ có té đừng cười nha, mà lỡ như có gãy răng coi như là số mạng nha các bạn. Gãy răng thì được chứ đừng gãy tay ở lộn. Cái nói chung cái nào cũng đừng có gãy là được rồi ha. Tốt là ok ha, hy vọng là sẽ được. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mang dài nha. Đây là các bạn thấy cái đôi này đó. Cái hiệu này nó rất là nổi tiếng cho những người mà đi skating nha. Mơn mang lúc trước coi thử cái size 10 thì nó không vừa, mình kiếm cái size 11 thì nó hơi bự tí xíu. Mà mang này phải cho rộng rãi nó mới đã. Cái này hiệu này tốt lắm. Theo em biết là như vậy. Nhưng mà mấy cái này đó, mấy người cho này mấy cái loại này là cho mấy người mà chơi chuyên nghiệp rồi, còn mình đang là nghiệp dư. Mà mình đi á là nó hơi bị chổi một chút. Thì bởi vậy tí nữa nhớ đừng có cười nha, cười mệt rồi nha. Bây giờ là giây phút quan trọng nha các bạn. Hồi hộp quá, mấy chục năm rồi đó. Ây da, nhìn cái kiểu này là sợ đi là không có cười nha. Té là không có cười, chết rồi, mang vô thấy cái chân nó lạ quắc rồi đó. Thấy cái chân nó lạ quắc rồi nha. Đó. Vô là thấy cái chân nó lạ quắc liền rồi đó. Giờ là giây phút quan trọng nha. Đi cái này là phải cột cho nó chắc. Đó. Phải cột cho nó chắc. Không thôi nó lỏng. Đây nè. Cho nó chắc lại. Trời đất ơi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Nó không có quen cái giò con. Nó đi chưa có quen. Nhớ nha, không có cười nha. À, cười là quê đó. Chết cha rồi. Nguy hiểm quá. Làm chuyện nguy hiểm thiệt. Cực kỳ nguy hiểm. Cái đôi này nó trơn lắm. Tại nó này là hàng hiệu. Mình mới tập á, thì mình phải tập cái loại thường. Nhưng mà mấy chục năm trước em biết đi, chứ giờ không biết còn đi được hay không. Hên xui. Giây phút nguy hiểm đã tới. Giây phút nguy hiểm đã tới. Bây giờ mình phải đeo cái đầu gối nữa nha các bạn. Để bảo hộ.
đeo cái đầu gối, đeo bảo hộ. Không thôi lỡ như té cái đầu gối. Ừ, không sao đâu con, từ từ con quen à. Thằng nhóc thì tập chạy xe đạp. Đó. Giờ phải đeo bảo hộ, không thôi lỡ như có quỳ xuống các bạn biết không? Nó... Ủa, cái này phải thọt cái tay nè. Cái này thọt tay hả? Có sao nhiều đồ quá vậy? Đúng rồi. Cái này cái chân nè. Cái này cái chân nè, trời đất ơi. Té, nghe thấy bà luôn á. Ừ. Đi nó bó khó chịu lắm. Nhưng mà cũng phải chịu thôi à. Tại này nó té nó đỡ, nó không có bị ấy, cái chân. Nó bó cái chân nó không thông, chết cha nó không có vô rồi. Ủa, cái này phải bó qua tới đây luôn nè. Trời ơi, nó bó cái chân mình rồi. Mặc quần dài á cho nó khỏi khỏi chạy. Ừ, ăn đi con. Thấy khó quá. Chắc bỏ quá, bỏ cuộc quá. Thấy là đứng không nổi rồi đó. Thấy là không xong rồi đó. Cái này là cái chuyện phải là rất là nguy hiểm luôn nha các bạn. Vì con gái nó thích chơi, cho nên mua cái này chơi chung với nó. Không biết còn đi nổi được nữa không nè. Quan trọng là đi được hay không, hay là tí nó té dập đít nè. Quan trọng là đừng có té dập đít là được rồi. Cái tay thì... chỏ hả? Trời ơi, sao đủ thứ hay gì trời. Đủ thứ hết. Này phải đeo cái chỏ. Ai té? Mày nhóc té hả? Té cắm cười nha. Thấy hồi hộp rồi đó. Đeo cái này mà, đeo gì đi. Té cắm cười nha. Cái này để nó bảo vệ cái chỏ của mình đó các bạn. Giờ nó có bảo vệ cái tay đâu, chắc không cần thiết cái tay đâu. Đeo vô nó bó quá, khó chịu người quá. Không đi được không nè. Thấy là không xong rồi đó. Ôi giời ơi. Giây phút quan trọng sắp sửa tới rồi đó. Hồi hộp rồi đó. Tim nó đập. Coi té. Chà, nó trơn thiệt đó nha. Cái này nó chưa có chắc. Trơn quá. Cái này té là cái chắc thiệt rồi đó. Cái này té là cái chắc rồi đó. Cái này té là cái chắc rồi nha. Ây da. Thấy là nó trơn rồi đó. Thấy là nó trơn rồi đó. Thấy là không xong rồi đó. Thấy là không xong rồi đó. Hồi trơn quá. Từ từ nó mới quen lại. Đúng là đi cái này cái là xong đờ luôn á. Rồi trơn quá các bạn ơi. Tại cái này là loại xịn chứ không phải là dởm. Bẻ lái chưa được rồi. Chưa có quen. Cái này phải xin có cái cây vịn á. Ừ, phải đi vô trong cái nhà tập á mới được, diễn ra đây được. Đi từ từ cho nó quen chút rồi đó. Nhưng mà chỉ cần nó quen được cái chớn thôi.
đi không nổi rồi. Alin đi được hay á Alin. Chưa con. Đi đi chưa có quen. Hả? Đi đi chưa có quen. Ok. Chưa có quen đi nó trớn quá. Hả? À, phải có cái cây mới được. Không quen. Té cái dập đít liền á. Để coi đi sao đây. Xe xe đạp của nó nhóc đi. Đi vô trọng á, tao mặc cái quần thun. Đi xe đạp của nhóc hả? Co co cái giò cho nó dễ, rộng rộng một chút. Mặc là mặc quần sọt á. Phải đi vô trong cái chỗ tập á. Có cây thì mới được. Phải đi lại quen là cái chớn mới được. Thấy thua rồi. Đi vòng vòng đây nó có chỗ để bám để vịn. Cái chân nó còn cứng ngắc à. Cái chân nó còn cứng ngắc à, chưa có dẻo. Ơi cái này chắc thua quá. À, vâng, cho nó đi mượn xe đạp cái con. Cho đi mượn xe đạp đó Vịnh. Giờ dùng xe đạp ké cái xe đạp thử nha. Rồi, dạ. Yeah. Cho đi mượn xe đạp cái coi. Ây da. Giờ đi bằng xe đạp à? Cái gì? Đi vậy hả? Ừ. Ôi da, cái gì đi chi nữa? Đi thử nha. Đi gì có đâu, đâu gọi là đi nữa. Để từ từ quen lại cái chớn cái. Ha, cũng may có chiếc xe đạp phải không? Không có chiếc xe đạp là mệt ạ. À. Thôi rồi. Cái này thằng nào dí thôi bỏ cho chạy trước luôn á. Ở đi được rồi nè. Chỉ cần quen lại cái chớn thôi là đi được thôi à. Ok. Vòng ngược lại. Ra con, ra con. Ở đâu nít nhiều quá vậy? Ra nè con. Wow, cái này có chiêu này được đó nha. Because I can't balance myself yet. Yeah, I gotta learn how to stand. Ây. Ây dạ. Ôi giời ơi. Thấy không? Biết chạy nhưng mà chưa có đứng, chưa có được. Hả? Nó no, đi té làm sao? Lấy cái xe đạp ra đi té làm sao? Đi trước đi con. Go. Go. Cái nào chạy giỏi thì ta đua ha. Đó, con đâu, con cũng đâu biết chạy đâu. Cái này gì vậy? Pháo hả? I almost did it. Really? Yeah. Okay. Nó còn mồi luôn á. Ừ, nó còn mồi, nó đẩy ra đây.
thấy không, cũng mệt ghê á. Ấy dạ, không có quá cây thì phải chạy đi bằng cái này. Cũng phải có xe đạp á, tao té thấy bà bộ nội rồi. Đó. Rồi mấy đứa này sao đi giỏi vậy? Là đóng cửa xe thôi. Đi vòng nữa coi. Từ từ đi con, để đi tập cái đã. Đi tập cho đứng vững cái chớn đó con. Trời ơi. À. Ok. Về lại. Bỏ giò rồi. Thấy không? Thấy thấy chạy được thấy không? Nhưng mà phải từ từ cân bằng lại cái phải cân bằng cái lại đi lỡ khóa cửa đi. Phải cân bằng cái à, mình quay cho đấy đi đi con. Thấy chạy được thấy chưa? Tôi đang đeo trên người rồi. Chìa khóa đây là đóng cửa lại đi. Thấy không? Cột này chắc lại ngay. Cô. Mưa ghê. Yes. Mà rồi. Yeah. Cái gì con? Cái cột cái này cho nó chắc lại ngay. Cái bên này nó hơi bị lỏng. Ok, đi tiếp tục nha. Cái này chỉ cần đứng được là ok. Đi hai vòng nó đi được rồi con. Đó, đi tà tà được nè. Thấy không? Tôi sợ mấy cái dắp mấy cái cục đó đó. Mấy cái đồ ở dưới đó, dắp thôi. Trời đất ơi. Ra về. Tôi đang lấy thăng bằng con. What's thing? Not yet. Woo. Yes, a few more rounds. Vui vậy.
À, giờ đi được mấy vòng rồi đó. Đứng hơi được tí xíu. Mà tí nó té, đứng lên đứng không là té này nha. Qua mấy sợi qua mấy cái dốc này nè. Nó cản lại phải không? Qua mấy cái dốc đó nó cản lại. Biết rồi nhưng mà chưa có cân bằng được là sao dở. Phải cân bằng được mới dở. Rồi đi được chút chút rồi thấy không? Đó, dở xe đạp đi luôn. Thấy có ai đi cái kiểu này không? Dở chiếc xe đạp đi luôn á. Mấy em chút mất thăng bằng này. Thời sẽ qua đây nè, chưa biết, chưa có biết cách dở quên rồi. Dở lên nó té thấy bà luôn á. Nói chung đi tạm được. Mệt quá. Tập hồi nãy giờ chắc cũng đâu 20 phút rồi đó nhưng mà chưa có quen cái giò nữa. Bỏ 30 năm rồi. Gần 30 năm rồi đó. Chắc cũng cỡ 30 năm đó các bạn. Mệt quá. Giờ đi vòng nha, đi không bằng đụng dở đi bằng xe đạp, dở xe đạp lên cho các bạn xem nha. Giờ chắc em 21 em tập tiếp cho nó quen chút nha. Yes. Thấy không? Đi nhanh này thấy chưa? Đó. Đó đi nhanh này thấy chưa? Đây, đó đi nhanh rồi đó. Thấy không? Đó đi được rồi thấy không? Mà chỉ cần quen là cái chớn cái đà thôi. Là đi được à. Hay dạ. Best if you go on the grass. Yeah. But do you know how to stand yet? Thấy không? Đây nè. Đây nè, thấy chưa? Đi được thấy không? Đó, đi được. Nhưng mà chưa có bật căng bằng được. Giống như con vịt đẹp luôn. Giống như con vịt đẹp luôn rồi. Mà nãy giờ á, chưa té là may lắm rồi đó. Ha. Đó. Ok. Thôi em tập tới đây thôi nha, mệt quá rồi. Bữa nào tập tiếp nha. Tập như đây đủ mệt rồi. Mai mốt đi giỏi chỉ lúc hồi xưa đó. Biết đi lùi luôn nè. Giờ nhảy luôn nè, nhảy qua cái xe đi chợ luôn á. Mà đó chuyện được 30 năm về trước rồi. Bây giờ đi hết nổi rồi. Nhưng mà vẫn đi được cái gì đây là coi như là khá lắm rồi đó. Thấy không? Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi nha. Coi như em tạm ngưng tới đây nha. Mai mốt mình sẽ tập tiếp. Ok. Bye kia Linh. Mệt quá. Đó, các bạn xem xong rồi phải không? Thì cái đoạn video này đây là nói về một cái việc mà em đi ba te của ba hơn gần 30 năm về trước. Thì lúc đó đó là em đi rất là giỏi lắm các bạn. Nhưng mà bây giờ càng ngày nó càng tệ, càng ngày nó càng dở. Cho nên các bạn thông cảm nha, mình bỏ gần 30 năm rồi mình đi lại. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên mà đi lại nhưng mà đi nhích như vậy là quá giỏi rồi. Còn có những người mà không biết đi đó, họ đi, họ đâu có dám đi, họ phải kề. Không thôi họ sẽ bị té đó các bạn. Nhưng mà may mắn là em chưa có bị té. Mà hôm giờ em chưa có tập được nữa các bạn. Tại vì em rất là bận rộn. Trong cái mùa này đây hy vọng là hết hè này đó thì sẽ đỡ hơn, chậm đỡ hơn tí xíu thì em sẽ tập ba te. Mà mấy đứa nhỏ thì nó sẽ đi học, sắp sửa đi học rồi, chừng đâu khoảng đâu 2 tuần nữa là tụi nó sẽ vô học, cuối tháng này nó sẽ vô học đó các bạn. Thì em xin chấm dứt cái video tại đây nha. Hôm nay em có cái công việc để đi dẫn những người mà đi du lịch lên khu Hollywood. Thì ở bên đây ai mà muốn đi du lịch khu Hollywood, khu LA, khu San Diego hay nào đó em sẽ hướng dẫn cho các bạn đi hết. Thì có thể liên lạc cho em số điện thoại là 657 739 7979. Em sẽ hướng dẫn tất cả mọi người đi du lịch. Và thậm chí có những cái chương trình đặc biệt mà miễn cái vé vào cửa để mà xem, để mà đi SeaWorld, đi Sesame Street, đi cái gì đó USS Midway nữa các bạn. Cái chiến hạm của tàu chiến á. Thì em có sẽ hướng dẫn các bạn đi và có thể có là dẫn các bạn đi vào trong đó miễn phí luôn, không tốn tiền. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha. Em tới giờ em phải đi rồi, không thôi là sẽ trễ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi em trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share và đặc biệt nhất bình luận cho em biết nha. Xin hẹn các bạn vào ngày mai.
Bye bye.